Lời nói đầu tiên em xin kính chào thầy Duy Hiếu và tất cả các anh em trong group. Thì em xin tự giới thiệu bản thân mình. Thì em tên là Phạm Minh Tuấn. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Thì như đoạn đầu video thì các anh chị cũng đoán được là hiện tại em đang làm công việc gì. Hiện tại em đang làm công việc pha chế cho một quán cà phê. Thì chỉ làm công việc làm công ăn lương thôi. Thu nhập cũng đủ để tiêu xài bình thường chứ không thể nào mà lo cho cuộc sống được. Thì hôm nay em làm video này là để nói về sứ mệnh cùng như giá trị của bản thân. Thì đầu tiên em xin nói về điểm mạnh của bản thân em. Thì em cảm thấy điểm mạnh nhất của bản thân em là khả năng tiếp thu. Thì em tiếp thu khá tốt. Thì nó giúp đỡ cho em rất nhiều trong cuộc sống cũng như là công việc học tập của em. Tiếp đến là phần về giá trị của bản thân em. Thì em có hiểu biết nhất định về một số phần mềm tin học cơ bản và kiến thức về chỉnh sửa cắt ghép video. Thì em có thể chia sẻ nó với tất cả mọi người và chia sẻ những kiến thức về kiếm tiền thông qua các app trên điện thoại di động. Ở phần cuối cùng thì em xin nói về sứ mệnh của bản thân em. Thì em cảm thấy sứ mệnh của mình trước mắt hiện tại là chăm lo cho gia đình của mình, đặc biệt là cha mẹ và ông bà. Bởi vì sứ mệnh quan trọng nhất của một đời con người là, theo em, cá nhân em cảm nghĩ là phải, trước tiên là phải có hiếu với cha mẹ và ông bà. Sứ mệnh tiếp theo thứ hai của em là thoát khỏi kiếp làm công ăn lương và trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực MMO, với mục đích là sẽ chia sẻ kiến thức về MMO cho tất cả mọi người nào có ý chí là muốn tìm một con đường tự do tài chính để thoát khỏi kiếp làm công ăn lương. Thì và sứ mệnh cuối cùng của em thì em cũng rất thích và đam mê về lĩnh vực là làm về những video game. Thì em, nếu sau này em thành công trong lĩnh vực MMO thì em sẽ đầu tư thời gian và đi học những khóa làm video game để có thể chia sẻ lại cho tất cả mọi người và đặc biệt là những bạn trẻ. Em cảm ơn thầy cũng như các anh em trong nhóm đã lắng nghe em chia sẻ trong video này và cảm ơn tất cả mọi người.